Mình là MC Hà Vi. Hôm nay mình rất vui khi được giới thiệu với các bạn về chương trình mà Hà Vi yêu thích. Đó là chương trình Quà Tặng Cuộc Sống được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam VTV3 mỗi tối. Đây là chương trình để xây dựng dưới dạng phim ngắn nghệ thuật, được mua bản quyền của Mỹ do đài truyền hình Việt Nam sản xuất tại sở hữu Sunrise Animation và được công chiếu đầu tiên vào năm 2010. Đến hiện nay, chương trình đã có 12 năm tuổi và hơn 4.000 tập rồi đấy các bạn ạ. Các bạn thân mến, với một tập phim như thế thì phải mất từ 1 đến 2 tuần và phải có hơn 15 đến 20 họa sĩ để cùng phối hợp sản xuất và làm việc. Nội dung của chương trình chứa đựng thông điệp về tình cảm con người, những bài học kinh nghiệm triết lý cuộc sống. Mỗi tập phim thì chỉ với thời lượng 5 phút, đơn thuần chỉ là những câu chuyện về tuổi thơ hay lời dạy của mẹ để tạo cho khán giả những cảm xúc nhân văn. Cũng như câu chuyện hôm qua, mang tình đồ cát bị hỏng, với nội dung muốn truyền tải đến là con người chỉ có một đôi tay, không thể trong một lúc làm được nhiều việc. Vậy thì việc gì phải mệt mỏi điều đó mà không thử làm dốc hết việc trước mắt. Qua chương trình này, em học được rất nhiều bài học về cuộc sống. Từ những việc nhỏ nhặt nhất, tưởng chừng như không có gì nhưng lại mang rất nhiều ý nghĩa. Các bạn thân mến, vừa rồi Hà Vi đã giới thiệu với các bạn về chương trình mà Hà Vi yêu thích. Và Hà Vi xin một lần nữa cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.